Sáng nay, ngày 25 tháng 8, nhằm mùng 10 tháng 7 năm Quý Mão, tại động Âm Phủ nằm dưới ngọn núi Thủy Sơn thuộc di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Ngũ Hành Sơn tổ chức khai mạc lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2023. Tham dự lễ hội có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Lễ hội Vu Lan báo hiếu là phong tục văn hóa dân gian tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 8 năm 2023, tức mùng 10 và 11 tháng 7 năm Quý Mão, với phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các nghi thức truyền thống như lễ hưng thác, thượng phan niệm Phật, lễ Phật khai kinh, cầu siêu anh linh chiến sĩ trong động Âm Phủ, lễ truyền đăng cầu quốc thái dân an, thuyết pháp công ơn cha mẹ. Phần hội với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, tượng đài nghệ thuật, viết thư pháp, không gian trà đạo, cài hoa hồng hiếu hạnh cho người dân và du khách, các hoạt động trong khuôn khổ hội trại Vu Lan báo hiếu. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng tri ân hiếu đạo mừng thọ các cụ cao niên ở địa phương, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập, thả bong bóng nguyện cầu hòa bình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân và du khách.